Xin kính chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với Văn Thắng Toyota. Hiện tại thì Thắng đang đứng trước mặt một chiếc xe mới vừa được thu về nha quý anh chị, một chiếc xe gầm cao 8 chỗ rộng rãi, số tự động và thuộc cái phiên bản thể thao nữa, đó chính là chiếc xe Fortuner. Thì trước mặt quý anh chị đây chính là Fortuner TRD bản Sportivo nha quý anh chị. Xe màu trắng, xe này sản xuất năm 2015, đi chỉ được có 59.000 km thôi. Đi 59.000 km, mang biển số thành phố 51F nè. Thì đối với cái xe này quý anh chị nào chúng ta đang có hộ khẩu thành phố á, chúng ta mua chúng ta sẽ tiết kiệm được 20 triệu tiền biển số nha. Xe là xe gia đình hoàn toàn, mới vừa được thu về, chưa dọn chưa rửa gì hết nha quý anh chị. Chúng ta đi một vòng tổng quan về xe nè. Nước sơn cũng cực kỳ là đẹp luôn. Thì xe này thích hợp cho quý anh chị ta mua về để đi gia đình nha. Được cái màu trắng rồi thêm cái bộ vô lăng kit nữa. Rồi cái bộ mâm nó cũng khác nữa. Cho nên là nhìn cái xe nó cứng cáp hơn, nó khỏe khoắn hơn nha. Xe số tự động đi cực kỳ êm luôn. Xe mới về, chưa làm gì hết. Chúng ta đi cụ thể từng chi tiết xe như quý anh chị. Về cái đèn trước nè, đèn zin theo xe chưa từng thay thế nè. Rất là đẹp nè. Mặt ca lăng thì dạng mặt chrome. Phía dưới là cái bộ body kit nè quý anh chị. Đó, với một cái đèn đó thấy chưa. Nhìn cái xe nó hầm hố hơn nha. Rồi tình trạng mâm lốp xe thì đi được 59.000, cho nên là lốp còn rất là dày luôn. Chúng ta có thể thấy nè. Đối với chiếc lốp này quý anh chị chúng ta có thể dùng thêm khoảng độ 30-40 ngàn nữa mới có thay nha. Bộ mâm TRD nè quý anh chị. Có số với xước nhỏ thôi, nói chung xe cũ về mà thì việc mà chạy xước là bình thường nha. Rồi gầm bệ là chưa có dấu sửa chữa thay thế nha quý anh chị. Rồi đăng kiểm và đường bộ của xe thì còn tới tháng 11 năm 2022, còn được khoảng độ 4 tháng nè quý anh chị chúng ta để nguyên mà dùng nha. Đó, rồi bên phong xe thì với cái bộ tem TRD đó, bên ngoài có dán phim che mưa, dán cửa, những phụ kiện cơ bản rồi. Xe thì cam kết không cắn đụng tai nạn, không ngập nước, không tua đồng hồ, cho nên về phần chất lượng thì chúng ta yên tâm nha. Chúng ta là vô hãng, chúng ta mua xe chúng ta yên tâm về phần đó. Phía sau xe có hai cảm biến sau á, cấp kiết rồi nè. Thì thỉnh thoảng là vài những cái xe gia đình như thế này. Rồi cớm này quý anh chị chưa có dấu thóc ra nha. Xe thì trong khoảng một tuần lễ nữa thì sẽ hoàn thiện khâu kiểm tra chất lượng và làm đẹp nha quý anh chị. Thì ngay thời điểm này quý anh chị chúng ta yêu thích có thể nên coi được rồi, coi và lái thử luôn cũng được đó. Chúng ta cảm nhận coi chúng ta có yêu thích cái xe này hay không. Cửa nẻo này nọ nè, tắp bi cửa rất là mới nè quý anh chị. Ghế là ghế da zin luôn nha, bộ ghế rất là giá trị luôn. Sàn nè, xe dư dọn gì hết. Rồi phía trước xe nè quý anh chị. Xe thì có vô cái đầu DVD, tích hợp camera xe, số tự động, điều hòa tự động, bao tay lái này nọ, vô lăng như mới luôn. Xe đình nha quý anh chị. Ở bật cái nóc lên xuống luôn nè. 2015. Và chiếc xe Fortuner TRD bản Sportivo 2015 này đang được công ty dự kiến chào bán mức giá là 692 triệu nha quý anh chị. 692 triệu thôi. Chúng ta đã có một chiếc xe mà với độ bền cao nè, 8 chỗ rộng rãi, gầm cao, chúng ta đi gia đình rồi. Và những chiếc xe đến từ thương hiệu Toyota và nói chung và những chiếc xe Fortuner đó riêng thì luôn được lòng khách hàng trong những năm vừa qua. Nếu như quý anh chị chúng ta quan tâm mẫu xe này hay gọi cho Thắng, Thắng sẽ tư vấn cụ thể hơn về chi phí lăn bánh và thủ tục mua bán nha. Fortuner TRD 2015 với mức giá 692 triệu nha quý anh chị. Ngoài ra thì bên Thắng còn nhiều một số cái dòng xe khác, dòng xe chủ lực khác như là về Fortuner thì có máy xăng 23, 24, 25, máy dầu có 27 số sàn. Còn Innova thì có 27, 29 số sàn. Còn Vios thì có Vios G 2020 màu trắng. Rồi Camry có Camry 2.5Q 2019, 17, 18 cũng có luôn. Thì nếu như quý anh chị chúng ta đang cần tìm xe cũ cứ liên hệ với Thắng đi. Thắng sẽ cập nhật những cái xe mà bên Thắng đang có để cho quý anh chị chúng ta nắm coi có xe nào phù hợp với mình hay không. Phù hợp thì lên đây coi xe rồi Thắng sẽ làm cái giấy cho quý anh chị chúng ta lấy thử cảm nhận xe luôn. Chất lượng xe thì khỏi bàn rồi, tại vì bên Thắng là bên hãng mà. Hãng thì những cái xe bán ra đó, thì đều bảo hành cho quý khách hàng về động cơ và hộp số 1 năm nữa hoặc là 20.000 km. Và ca xe thì cam kết không cắn đụng tai nạn, không ngập nước, không tua đồng hồ. Rồi đồng thời thì bên Thắng cũng đang đẩy mạnh mua vào tất cả những cái xe cũ luôn quý anh chị. Nếu như chúng ta đang có những cái xe chúng ta không có cần dùng nữa, có nhu cầu muốn bán lại thì hãy liên hệ với Thắng đi. Thắng sẽ hỗ trợ về cái tư vấn về cái thủ tục mua bán cũng như là định giá xe cũ miễn phí cho mình luôn. Được thì Thắng sẽ xuống tận nơi để mình xem xe và giao dịch, trao tiền tặng nhà và nhận xe. Như vậy thì quý anh chị chúng ta sẽ an toàn hơn trong vấn đề mua bán xe cũ nha.
Rồi, cảm ơn quý anh chị đã xem clip review chiếc xe Fortuner TRD 2015 trong buổi sáng ngày hôm nay của Thắng. Và hẹn gặp lại quý anh chị ở những clip lần sau nha. Xin chào.